Kính chào quý vị và các bạn. Gió Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh ở vùng biển phía Nam. Cảnh báo chiều và đêm nay ở vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau sẽ duy trì gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Sóng cao và gió mạnh sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Mà theo dự báo, từ nay đến cuối tháng, bà con hành nghề lưới vây ở vùng biển này sẽ đạt sản lượng khá từ 100 đến 1.000 kg trên một mẻ lưới. Thậm chí có một số điểm màu đỏ cho năng suất cao trên 1.000 kg một mẻ lưới. Đánh bắt trong điều kiện thời tiết xấu, bà con nên chẳng buộc các trang thiết bị, hàng hóa, nhất là các vật dụng dễ di động ở trên bong và dưới máy tàu để tránh rơi xuống biển. Không nên làm việc bên ngoài mặt bong thời điểm mưa rông và gió giật. Khuyến cáo này cũng được đưa ra cho các ngư dân khai thác ở vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa, bởi dự báo trong chiều và đêm nay, vùng biển này sẽ tiếp tục có mưa rông kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm mưa rông sẽ còn kéo dài trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Trái lại vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa chiều và đêm nay trời không mưa, gió thổi đều cấp 3 cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, độ cao sóng khoảng 0,75 đến 1,75. Trên đất liền miền Trung chiều nay các thành phố đều có nắng, chiều tối khu vực từ Huế trở vào đến Phan Thiết sẽ có mưa rông. Về nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo